Các bước hành trì tu tập. Muốn thâu nhiếp được lục căn, trước hết ta cần phải nắm rõ giáo lý duyên khởi, là phải thấy được hệ quả của vô minh tạo ra là gì. Đó chính là sự ái nhiễm. Khi gặp đối tượng nào thích hợp, hay gọi là đủ duyên, thì nó sẽ khởi lên. Vì khi có vô minh, tức là quên đi tính nhất thể của vạn hữu, thì thế nào cũng có sự bất an. Và khi có sự chú tâm vào một đối tượng nào đó, thì nó sẽ giúp ta quên đi sự bất an đó. Giống như các loại thuốc tê hay các chất kích thích, chất gây nghiện, giúp ta quên đi cơn đau hoặc gây ra các ảo giác, chứ nó không chỉ dứt được cơn đau. Nhưng vì không biết điều đó, nên ta mới tưởng cái đó mang lại niềm vui cho ta, từ đó mà sinh ra dính mắc. Trạng thái này nhà Phật gọi là ái nhiễm. Tùy vào sự phân biệt chấp trước của ta như thế nào mà chúng ta sẽ có những đối tượng tương ứng, khiến ta có sự chú tâm cao hơn những đối tượng khác. Nên tại sao mỗi người có mỗi sở thích khác nhau là vậy? Khi hiểu được rằng các đối tượng bên ngoài chỉ là giúp ta quên đi sự bất an mà thôi, chứ không phải là thứ mang lại cho ta niềm vui thật sự. Chỉ khi nào phá bỏ được vô minh thì mới giúp ta không còn bất an nữa, lúc đó mới là có niềm vui thật sự. Vậy nguyên nhân gì khiến ta bị vô minh, bị quên đi tính nhất thể của vạn hữu này? Kinh Phật hay ví, sự vô minh giống như là việc phàm phu nhận lấy bọt nước biển, chấp làm thân mình, rồi quên mất cả đại dương mới chính là thân thể của mình. Căn nguyên cũng từ cái thấy biết nơi các giác quan trên thân, nên mới chấp cái thân này là ta, từ đó sinh ra bất an. Và vì cái thấy biết này đang bị giới hạn trong các giác quan, nên còn có cái thấy và cái bị thấy. Thấy có đối tượng này, đối tượng kia mới khởi lên phân biệt chấp trước, rồi chạy theo những đối tượng bên ngoài đó mà quên đi mất sự bất an luôn đang hiện hữu trong tâm mình. Từ đó mà không còn nghĩ tới vấn đề giải quyết sự bất an trong tâm mình nữa. Và nếu không gặp Phật Pháp thì ít ai biết được rằng cơ thể họ tuy có sanh diệt, nhưng cái tánh thấy biết đó thì thường hằng bất diệt. Như Phật hay ví dụ, việc thấy con sông của vua Ba Tư Nặc lúc mới sinh tới khi lớn lên rồi già yếu, thì cái thấy đó không hề thay đổi, chỉ có cái thân này mới thay đổi mà thôi. Nên khi chết không phải là hết. Nếu không nhận ra được cái tánh thấy biết thường hằng bất biến này, thì dễ chạy theo những cái vọng niệm do cái thấy biết này tạo ra, từ đó mà cứ trôi lan mãi trong vòng sanh tử luân hồi không có ngày ra. Nên trước tiên cần phải thấy được những cái thích thú vui sướng do những đối tượng bên ngoài mang lại, chỉ giống như là thuốc giảm đau, không thể giúp ta hết đau được. Đây gọi là giữ giới. Sau đó mới nói tới việc thâu nhiếp lục căn, cho bớt những vọng niệm lại, thì ta mới dần dần nhận ra được cái tánh thấy biết thường hằng bất diệt này. Tới khi nào thấy được cái chấp ngã do sáu giác quan này mang lại là căn nguyên của những vọng niệm khiến mình quên đi mất cái tánh thấy biết thường hằng bất diệt của mình, thì khi đó mới có thể chấm dứt được vòng sanh tử luân hồi. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì vẫn chưa về được với sự nhất thể. Những vị mới chứng quả A-la-hán ra được khỏi vòng sanh tử luân hồi rồi, nếu dừng lại ở đó không chịu tiến lên nữa thì gọi là hàng nhị thừa. Như trong kinh điển Đại Thừa có câu: phàm phu chấp có, nhị thừa trệ không. Phàm phu chấp có nghĩa là thế giới này giống như mộng huyễn vậy, nhưng mà phàm phu cứ tưởng là thật, nên khởi phân biệt chấp trước trong đó. Những gì thấy bằng giác quan của họ thì họ mới tin có thật. Còn khái niệm tâm họ không thấy thì họ không tin là có.
Những người này rất dễ rơi vào chủ nghĩa duy vật. Còn nhị thừa trẻ không nghĩa là sao? Nghĩa là khi nghe Phật nói là thế giới này giống như mộng huyễn, thì họ cho nó cũng ảo giống như giấc mộng vậy, rồi cho rằng thế giới này cũng là do tâm thức của họ tạo ra. Đây gọi là chủ nghĩa duy tâm. Nhất là hàng nhị thừa, khi họ thấy được cái tánh thấy biết thường hằng của tâm rồi, họ nghĩ là họ đã nắm được cái gốc sanh ra vạn vật rồi, nên không cần bận tâm tới việc thấy được thật tướng các pháp ở cái thế giới huyễn mộng bên ngoài nữa. Vì quá tin vào kiến giải của mình đã che mờ lý trí, nên mới gọi là hạng nhị thừa, có định mà không có tuệ. Thật ra khi nói giống mộng là giống ở cái điểm. Như là khi ta nằm mộng thì ta thấy có đối tượng này, đối tượng kia, rồi cho là thật, rồi vui buồn trong đó, tới khi tỉnh mộng mới thấy là không có. Cũng giống như vậy, khi về với nhất thể mới thấy là một biển trường năng lượng mà thôi, thật sự là không có một đối tượng nào cả. Giống như Kinh Vô Lượng Thọ mô tả: húc nhiên tâm khai, đạt lý giác ngộ triệt để, thấy được thật tướng các pháp, bản thể vũ trụ, quan sát xen nhau, tất cả chỉ là như như, biến chuyển vô cùng. Đoạn mô tả này giống như những gì mà các nhà khoa học ngày nay dùng toán học mô tả vậy. Họ nói rằng bản chất của các hạt là những sợi năng lượng rung động không ngừng mà ra. Nhưng có cái khác là họ không trực tiếp thấy được điều đó, vì họ bị mắc kẹt vào các giác quan của mình. Còn có cái thấy và đối tượng bị thấy. Giống như khi ánh sáng chiếu vào mắt họ thì họ chỉ thấy những hình ảnh của vật này vật kia, chứ họ không thấy được sóng ánh sáng luôn dao động không ngừng. Cũng như những sợi năng lượng hay các màng năng lượng rung động tạo nên các hạt này cũng vậy, không thể dùng giác quan mà thấy được. Nhưng để thấy được như vậy, trước tiên đòi hỏi các giác quan của ta không còn phóng ra bên ngoài để soi chiếu hết đối tượng này đến đối tượng khác nữa. Tại sao khi không soi chiếu ra bên ngoài thì mới về được với nhất thể? Như Kinh Thủ Lăng Nghiêm có giải thích về căn nguyên tạo ra vũ trụ này như sau: cái tánh sáng trở thành hư vọng, lỗi lầm ấy chẳng phải do cái gì khác, mà chính là do khởi niệm cho rằng tánh giác phải được soi sáng. Đó là vọng tưởng về cái sở minh là cái bị thấy. Cái bị thấy hư vọng đã lập thì cái thấy không thể vượt khỏi phạm vi của nó. Như đoạn văn trên cho ta thấy, chỉ vì một ý niệm tánh giác phải được soi sáng mà khiến cho nó phân lập ra thành cái thấy và cái bị thấy, từ đó không còn nhất thể nữa. Cũng giống như chúng ta bây giờ cứ hướng ra bên ngoài, cứ soi chiếu hết đối tượng này đến đối tượng khác. Hay nói cách khác là cứ phân biệt hết đối tượng này đến đối tượng kia. Rồi từ chân tâm đó biến thành vọng tâm. Cái vọng tâm khởi nguyên từ vô thủy này gọi là A Đà Na Thức. Từ đó mà làm bản thể hay thể sáng dao động tạo ra phong luân. Khoa học hiện đại gọi nó là trường sóng hấp dẫn. Cứ vậy mà đối đãi với nhau mà xuất hiện ra các thể trạng khác nhau. Đối với các giác quan của chúng ta thì thấy có đối tượng này, đối tượng kia. Đó chỉ là cảm giác như vậy mà thôi. Còn đi sâu vào bên trong thì lại là những sợi năng lượng dao động không ngừng. Bây giờ muốn bỏ cái tập khí muốn soi chiếu đó, trước tiên phải thâu nhiếp lục căn lại. Nhưng chúng ta không dừng lại ở việc nhận ra được cái tánh thấy biết thường hằng núp sâu sáu giác quan kia nữa, mà mục tiêu của ta bây giờ là nhận ra được cái tánh thấy biết núp trong các hạt vi trần. Như Bồ Tát Xứ Thai Kinh Đức Phật có nói: khoảng bằng khẩy móng tay thì có 32 ức trăm ngàn niệm, là khoảng 320 ngàn tỷ niệm. Niệm niệm thành hình, mỗi hình đều có thức. Niệm của thức rất vi tế, không thể nào nắm giữ được. Chỉ có oai thần của Phật vào thức vi trần đó mới đo lường được. Phải cảnh giới Phật mới vào được. Nên muốn nhận ra được cái tánh thấy biết núp sâu các hạt vi trần
thì không gì hơn ngoài việc sử dụng năng lực vô ý của danh hiệu Phật. Khi thấy được cái tánh thấy biết trong các hạt vi trần, thì chúng ta sẽ thấy được cái bản thể của vũ trụ. Lúc đó mới là về được với sự nhất thể. Nhưng phàm phu chúng ta tập khí còn sâu dày, nên không chỉ cố gắng hạn chế các duyên bên ngoài, mà còn phải dùng các phương tiện tu tập hỗ trợ nữa, như chú ý vào hơi thở, niệm chú, máy nghe pháp, hoặc các pháp thập niệm hay quán tưởng, giúp niệm Phật không bị xen tạp quá nhiều, sẽ đỡ sinh ra hôn trầm hay chảo cự. Khi vọng niệm bớt dần, hoặc khi đạt được bất niệm tự niệm, thì chỉ cần giữ một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Như trong kinh niệm Phật Ba La Mật có thuyết: bởi vậy mà ta, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh tức là thành Phật. Muốn vãng sanh cực lạc, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tượng của Pháp Thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm Pháp Thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo, uy lực không thể nghĩ bàn.